Hôm nay là ngày cuối tuần, để thuận lợi hơn trong việc sắp xếp các lịch trình, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời tiết đáng chú ý từ chị Hồng Dao. Xin chào ngày mới quý vị khán giả. Nam Bộ ngày hôm nay sẽ có xu hướng tăng mưa đấy ạ. Trước khi có mưa thì trời có nắng, một số nơi khá hơi nóng. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực miền Đông Nam Bộ phổ biến trong khoảng từ 33 đến 34 độ C. Và đây cũng là mức nhiệt một số nơi ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Chỉ ít nơi như tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, thời tiết dịu hơn 32 độ C. Đến chiều nay thì mưa sẽ có xu hướng gia tăng ở khu vực Nam Bộ. Do gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, mưa dông sẽ xuất hiện nhiều nơi, cục bộ có những điểm mưa vừa mưa to, tương ứng với những nơi có màu xanh đậm trên bản đồ. Trong mưa dông, quý vị cần đề phòng và lốc sét và gió giật mạnh đi kèm. Thành phố Cần Thơ dự báo là cũng sẽ có mưa từ sớm, trong khoảng 2 giờ chiều, mưa kéo dài cho đến chiều tối. Còn trước đó, trời nắng, mây đan xen, nhiệt độ khá dễ chịu trong khoảng 28 đến 32 độ C, khá thích hợp cho những kế hoạch vui chơi, nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần. Về thời tiết, thành phố biển Phú Quốc dự báo là dịp cuối tuần này cũng có mưa về chiều, cục bộ sẽ có những điểm mưa to. Trước khi có mưa thì trời nắng, mây đan xen, mức nhiệt phổ biến trong ngày 31 độ C, về chiều tối giảm xuống còn 26 đến 27 độ C. Chuyển sang thông tin dự báo thời tiết trên biển. Dự báo ngày hôm nay, vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, bao gồm Phú Quốc, Nam Chu và Thổ Chu, trời ít mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió không quá cấp 4, thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Còn vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau dự báo là trời có mưa, kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tàu thuyền có công suất nhỏ nên chú ý những biện pháp an toàn.